hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu tiếp tục. Hiện nay ở đầu đèo 1, Đô Nguyễn Xuân Tinh Phù Đồng kết thắng Đô Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc. Xin theo hai đội chuẩn bị trang phục. Hiện nay lèo số 6 Nam Đô Nguyễn Đình Long Hà Nội giữ, mà các sân cử đô lên theo. Hai đô vào giữa sới. Tiếp tục ở giải tiểu đô, đô Nghiêm Đình Cảnh Yên Phong giữ, mời các sân cử các đô lên theo. Hai đô vào giữa sới. Tiếp tục sới rồi. Mời đô vào tiếp tục vào giữa sới. Quý vị và các bạn đang theo dõi cao mặt giải nhất của nữ cao số 1 giữa đô Hà Thu Dương của Hà Nam mang áo đỏ, gặp đô Phan Thị Loan của Hà Nội mang áo xanh. Đây là cao mặt giải nhất của nữ. Ra ngoài rồi. Hai đô thi đấu rất tích cực và cống hiến nhiều. Hai đô vào giữa sới. Cho giải đấu. Tiếp tục. Hai đô tạm nghỉ. Mời hai đô đầu lèo
1.